Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay thì Hali sẽ chia sẻ với bạn một công thức có thể dưỡng trắng da nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả tại nhà bằng vitamin E. Vitamin E có chứa rất nhiều dưỡng chất, có thể làm mịn màng làn da của bạn, bên cạnh đó có thể chống lão hóa cho làn da và dưỡng trắng da nhanh chóng. Vậy hãy cùng Hali tìm hiểu xem công thức dưỡng trắng da từ vitamin E mà hôm nay Hali chia sẻ với bạn là gì nhé. Hai nguyên liệu. Hôm nay Hali sẽ chia sẻ với các bạn ba công thức có thể làm đẹp da, dưỡng trắng da an toàn, hiệu quả, nhanh chóng từ vitamin E và mật ong nguyên chất. Vitamin E và mật ong là hai nguyên liệu vừa rẻ tiền vừa dễ kiếm, nhưng khi kết hợp với nhau lại có công dụng vô cùng lớn cho công cụ làm đẹp của chị em. Vitamin E ngoài là một chất dinh dưỡng của cơ thể thì nó còn là thần dược giúp làm đẹp, duy trì làn da trẻ đẹp, chống lão hóa cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn biết cách sử dụng vitamin E mỗi ngày, sẽ dễ dàng sở hữu làn da sáng hồng, giảm bớt nếp nhăn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Thành phần của mật ong chứa chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa lão hóa da vô cùng hiệu quả. Đồng thời, mật ong có tính kháng khuẩn chống viêm nên chữa mụn rất hiệu quả. Vậy thì Hali sẽ chia sẻ với bạn 3 công thức làm đẹp từ hai nguyên liệu này. Công thức đầu tiên đó chính là làm trắng da mặt. Để đến với công thức đầu tiên, các bạn hãy chuẩn bị cho mình viên nang vitamin E và mật ong nguyên chất. Bạn bóc lấy một viên vitamin E và tách lấy dịch cho vào một chiếc bát con cho mình nhé. Mình sẽ chuẩn bị thêm một chiếc bát con như thế này. Sau khi đã bóc được vitamin E, các bạn có thể sử dụng một đầu kim hoặc là đầu một chiếc kéo. Cắt một lỗ nhỏ ở đầu. Sau đó trích lấy dịch ra cho chiếc bát. Tiếp đó bạn cho vào đây khoảng 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng cà phê. Để đắp da mặt thì chúng ta sử dụng một lượng như vậy là vừa đủ các bạn nhé. Một muỗng canh cà phê mật ong nguyên chất. Và công việc tiếp theo, các bạn chỉ cần trộn đều mật ong và vitamin E hòa quyện thành một hỗn hợp đồng nhất và hơi đặc sánh là được. Các bạn rửa mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, rồi các bạn thoa đều hỗn hợp này lên trên da các bạn nhé. Khi mà rửa mặt thì các bạn có thể kết hợp với cả xông hơi để giúp lỗ chân lông giãn nở, hấp thụ dưỡng chất từ hỗn hợp vitamin E và mật ong này tốt hơn. Các bạn chỉ nên đắp một lượng nhỏ và dàn trải hỗn hợp đều khắp da mặt, không nên đắp quá dày, cũng sẽ không tốt cho da vì sẽ khiến da bị bít tắc lỗ chân lông. Vừa thoa các bạn vừa massage nhẹ nhàng trong khoảng 3 đến 5 phút và lưu lại hỗn hợp trên da chừng 15 đến 20 phút thì hãy rửa sạch mặt lại bằng sữa rửa mặt các bạn nhé. Công thức này các bạn áp dụng 2 đến 3 lần một tuần để đạt được hiệu quả làm trắng da tốt nhất bạn nhé. Cuối cùng, các bạn có thể dùng một viên đá lạnh và thoa lên đều lên mặt để giúp thu nhỏ lỗ chân lông bạn nhé. Công thức thứ hai mà Hali muốn chia sẻ với các bạn đó chính là công thức tắm trắng toàn thân để dưỡng da ẩm mượt cho làn da body, đặc biệt là vào trong những ngày mùa đông hanh khô như thế này. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị đầu tiên đó chính là mật ong nguyên chất. Và thứ hai là đường trắng, đường mà các bạn ăn hàng ngày. Dầu dừa hoặc là các bạn có dầu ô liu thì có thể thay thế bằng dầu ô liu vì dầu dừa và dầu ô liu có công dụng tương tự nhau. Tiếp theo là vitamin E. Cách làm thì cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn cho đường và mật ong theo tỷ lệ 2:1. Các bạn cho ra đây khoảng 4 thìa cà phê đường cho mình. Chỗ này là khoảng 4 thìa cà phê đường. Tiếp theo bạn trộn thêm vào đây 2 muỗng cà phê mật ong. Đường và mật ong các bạn trộn theo tỷ lệ 2:1. 4 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê mật ong.
bạn lấy dịch của một viên nang vitamin E và cho vào trong hỗn hợp này. Tiếp theo các bạn cho vào đây khoảng 2 thìa cà phê dầu dừa cho mình nhé. Bạn trộn đều hỗn hợp này để được một hỗn hợp đặc sánh và sánh mịn. Cách sử dụng hỗn hợp này thì đầu tiên các bạn hãy tắm qua nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và giúp lỗ chân lông giãn nở. Sau đó các bạn thoa hỗn hợp này lên khắp người và dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp này thẩm thấu sâu vào các tế bào, đặc biệt là massage kỹ hơn ở vùng đầu gối và khuỷu tay, nơi vùng da bị chai sạm. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 20 phút rồi các bạn tắm sạch lại với nước. Áp dụng công thức này 2 lần một tuần vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Sau 1 tháng thì da toàn thân của bạn sẽ trắng mịn ẩm mượt, căng mướt còn hơn cả đi spa tắm trắng. Công thức cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là công thức vừa làm trắng da vừa dưỡng ẩm da bằng trứng gà, mật ong và vitamin E. Trứng gà là một loại nguyên liệu vừa tốt cho sức khỏe lại vừa có công dụng dưỡng trắng da, làm ẩm da vô cùng hiệu quả. Đối với công thức này, các bạn hãy tách lấy cho mình lòng trắng trứng gà ra một chiếc bát. Bạn chuẩn bị một viên nang vitamin E. Sau đó, cắt viên nang vitamin E này trích dịch cho vào trong chiếc bát này cho mình. Và bạn thêm vào đây một muỗng cà phê mật ong nguyên chất cho mình nhé. Các bạn trộn đều hỗn hợp này thành một hỗn hợp đặc sánh, mịn và quyện vào nhau. Sau khi đã trộn đều được hỗn hợp, các bạn rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt trước. Sau đó dùng một miếng bông tẩy trang, bông gòn, bông y tế nhúng vào trong hỗn hợp trứng gà, mật ong và vitamin E, thoa đều lên da mặt của chúng ta. Vừa thoa các bạn vừa massage nhẹ nhàng theo chuyển động vòng tròn để giúp dưỡng chất hấp thụ vào da một cách tốt nhất. Công thức này các bạn áp dụng khoảng 2 đến 3 lần một tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ các bạn nhé. Kiên trì sau 1 đến 2 tuần sử dụng, các bạn sẽ thấy da sáng, mượt và ẩm mịn hơn nhiều đấy các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với 3 công thức làm đẹp từ vitamin E và mật ong mà Hali chia sẻ với các bạn nhé. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Hali về công thức có thể dưỡng trắng da nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả tại nhà bằng vitamin E. Các bạn cảm thấy nội dung video này của Hali như thế nào? Nếu yêu thích, hãy nhớ nhấn like, subscribe cũng như comment ý kiến của bạn dưới video này nhé. Đừng quên là hãy nhớ nhấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo đầu tiên khi Hali ra video mới nhất nhé. Cuối cùng là chúc mọi người làm trắng da với vitamin E thành công và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo nhé. Bye bye!